Sau khi chúng ta vẽ xong được cái hình này rồi thì chúng ta để ý chúng ta nhấp vào cái nút là modify là hiệu chỉnh nha, modify hiệu chỉnh thì ở đây nè, ví dụ chúng ta nhấn F3, nhấn F3 là chúng ta thấy cái lưới lưới vật thể nha, F3 là lưới vật thể, F3 là lần nữa thì khối đặt trở lại, nói chung là cứ F3 nhấn tắt mở F3 là chúng ta thấy được cái lưới hoặc là khối đặt nha. Thì khi mà chúng ta nhìn vào lưới á, chúng ta thấy là có một số vật thể lưới rất là nhiều, ví dụ như là quả cầu này nè, thì có vẻ cầu này á chúng ta vẽ bằng sphere thì lưới nó như thế này, cần vẽ bằng khối cầu bằng cái sphere thì lưới nó như khác, nó đang đang lưới nó khác, còn những hình khác thì lưới nó khác nữa đó. Còn cái hình hình hộp này nè thì lưới nó rất là ít, thì tượng trưng qua thông số là segment, thì đó là length, width và height, dài rộng và cao của segment này. Đầu tiên là length, width, height ở trên đó là cái kích thước của nó, ví dụ như là thầy tăng cái length lên thì nó sẽ dài ra, nó dễ hơn xu đúng không, xu vẽ xong rồi có tăng được không? Khó đúng không, nay dễ vẽ xong sửa được ha, vẽ xong sửa thoải mái lắm. Này nè, nắm cái mũi tên này dựa qua dựa lại nó cũng thay đổi được rất là nhanh nè, rất là dễ nha. Đó là dài rộng cao, F3 thấy cái lưới của nó thì tăng lưới lên nè, tăng lưới chiều dài, tăng lưới chiều rộng, tăng lưới chiều cao đó nha. Và F4, F4 là vừa thấy khối đặt vừa thấy lưới luôn, thấy cả hai luôn, thì đó chính là F4 nha. F4 là tắt mở lưới ngay trên cái khối đặt luôn, còn F3 thì tắt mở khối đặt đó, như vậy ha. Rồi chúng ta nhìn nhờ như vậy chúng ta thấy được cái lưới bên trong. Thì cái lưới này nè nó khá là quan trọng, thì lưới càng nhiều á thì cái khối nó càng vững chắc, bền chắc về mặt cái đặc tính của cái một cái đối tượng nào đó, thì lưới càng nhiều á thì cái khối nó càng càng nặng á, dung lượng file nó càng nặng thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Ví dụ như là chúng ta lấy một cái cái thước đó, nếu mà chúng ta bẻ, nếu mà cái mật độ bên trong nó mà nó ít quá ta bẻ thì nó rất là dễ gãy, nhưng mà cái thước đó mà nó dày, nó có nhiều cái sớ thợ bên trong, những cái thớ, những cái sợ bên trong cho ta bẻ thì nó sẽ cứng hơn, thì cái mật độ lưới nó tương tự như vậy ha. Nhưng mà lưới càng nhiều thì phan nó càng nặng, đôi lúc nếu mình không làm gì hết thì cũng không không cần tăng lưới làm gì đúng không, nó không cần làm gì hết thì tăng lưới làm gì, khi này chúng ta có đục khoét cắt gì đó thì chúng ta mới tăng sức mình lên ha. Rồi ví dụ như là cái hình bình tràng này chẳng hạn, bình tràng này xác định hiện tại nó là 4, nếu thầy tăng tăng lên thì sức mạnh nó nhiều không, nhiều, hình nó đẹp không, đẹp, khá là đẹp. Nhưng mà nếu thầy giảm xuống, giảm sức mạnh xuống thì thấy sức mạnh nó đẹp không, thì thấy nó sao, thì sức mạnh ít quá thì nó không đủ để mà nó biến đổi đối tượng á, thì nó là biến dạng như thế này, rồi mình tăng lên thì nó mới đẹp được, nhưng mà tăng vừa phải thôi, tăng nhiều quá thì nó rất là nặng. Nhưng mà một cái hình không phải là một cái bình trà này không, nó có rất nhiều cái khác mà cái này cũng nặng hết thì làm sao file chúng ta làm gì đó, nó mới bị khựng á, nó bị gọi là tốn dung lượng RAM á, thì nó bị đứng máy, dễ bị treo máy. Thì cái này nó hay hơn cái su ở chỗ đó, su thì vẽ hình dựng hình rất là nhanh, nó không cần biết segment nhiều ít, nó cứ dựng hình là dựng hình thôi, cần bên này nó rất quan tâm phần segment bên trong. À, ngoài ra nó có một số cái thông tính thuộc tính khác nữa, ví dụ như là cái spout, spout là cái vòi á, ví dụ muốn làm gì đó thì tắt mở spout nè, tắt mở vòi, lid là nắp và handle là cái quai bên trong nha. Đó, tắt mở được hết tùy theo một đối tượng nha. Hoặc là cái body, tắt cái body lên là cỡ này nè cái body của nó nè, tắt body đi cỡ này thôi đó, như vậy. Rồi đó là dài rộng cao ha, dài rộng cao và segment của mỗi đối tượng. Chúng ta có thử nghiệm là mỗi cái chúng ta đều tăng segment lên và thay đổi thông số của nó để biết cái đối tượng đó là cái thứ như thế nào. Cái này cũng vậy, mắt kính 1, mắt kính 2, chiều cao và segment F4 là mới thấy đó. Thì nó, mỗi cái nó đều có segment hết đó, nhiều ít nè thì cho mình chỉnh hết nè, mỗi cái đều có
chúng ta cứ thử tự tự mình chỉnh thông số thử để coi nó ra cái gì đã rồi tính tiếp. Cái này cũng vậy, cái này được có cho mình hết. Nè. Đó. Đó, như vậy. Ví dụ chứng minh mà cái size này ít quá thì nó không còn hình hình tròn, hình trụ tròn như hồi nãy hồi ban đầu nữa, mà nó trở thành tam giác, mình phải tăng lên. Thì nó xác minh nó mới đủ thì nó mới biến dạng hình nó tròn đẹp như vậy. Thì nó liên quan tới thông số là cái xác minh. Ha, đó như vậy. Rồi thì mỗi đối tượng chúng ta đều có một dài rộng cao là gọi là thông số hình học của nó đó, và thông số đặc tính bên trong của nó là cái xác minh. Rồi, bây giờ xin mời lớp mình thử nghiệm cho thầy là cái kích thước mỗi đối tượng có kích thước và thông số xác minh như thế nào. Thử nghiệm làm của nó thầy. Rồi thì trả máy.